bấm clicker này, cho ăn. Bởi vì các bạn cún đã làm đúng thì mình cứ bấm clicker là mình cho ăn. Khi được lệnh của huấn luyện viên thì chú chó sẽ thay đổi cái góc và tư thế. Sau khi huấn luyện viên Ngô Văn Quốc tập với cả chú chó Cody thì mình sẽ quay thêm những cái chú chó khác ở trại đang được huấn luyện nhé. Trên hình ảnh là huấn luyện viên Tùng, Thanh Tùng Anta và một chú chó Doberman. Chú chó Doberman này là một cái chú chó cái được khoảng tầm 9-10 tháng tuổi do khách tại thành phố Hồ Chí Minh gửi. Thì mình cũng sẽ hỏi huấn luyện viên Thanh Tùng xem là cái cách huấn luyện đang áp dụng với chú chó này như thế nào để cho mọi người được nắm được nhé. Anh em có thể nghe thấy những cái tiếng click click, đấy là một cái dụng cụ là clicker. Đó. Cộng thêm là huấn luyện viên luôn luôn phải khen thưởng là good job, super, thưởng đồ ăn. Có rất nhiều các cái kỹ năng huấn luyện trong cái phần biểu diễn này, vừa là khen thưởng, vừa clicker, vừa là thức ăn. Và cái phương pháp huấn luyện này thì là phương pháp huấn luyện tích cực nhé. Anh em cảm thấy đấy, anh em có thể nhìn thấy là chú chó rất là hào hứng, rất là thoải mái. À, lệnh chào. Trên tay của huấn luyện viên sẽ là cái phần thức ăn. Thường ở các trại như này thì sẽ sử dụng hạt khô nhé. Còn là ở nhà anh em có thể sử dụng hạt khô hoặc là giò, xúc xích. Những cái mà mồi mà các cái chú chó ở nhà các bạn ưa thích. Mỗi con sẽ ưa thích một cái loại thức ăn. Nhiều con sẽ thích ăn kiểu gan luộc ấy, gan lợn, gan heo luộc, cắt nhỏ ra, cắt hạt lựu ra. Đây, phương pháp này là phương pháp huấn luyện tích cực. Các chú chó vừa tập luyện mà sẽ vừa được thưởng luôn, vừa được thưởng vừa được khen. Bài ngồi. Dạy bằng tiếng Anh hay dạy bằng tiếng Việt thì là do yêu cầu của mỗi người chủ nhé. Ở trại huấn luyện thì mỗi chú chó sẽ được tập luyện vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối. Những cái khóa huấn luyện này thì sẽ từ 2 tháng, 3 tháng, có thể dài hơn tùy từng yêu cầu người chủ và từng tố chất của chú chó. Nhưng mà sau khi được đào tạo và về nhà các bạn thì các bạn vẫn phải là thường xuyên ôn luyện bài nhé. Theo những cái chia sẻ hay là theo những cái gì mà huấn luyện viên và các bạn trao đổi. Hàng ngày hay hàng tuần, vài ngày một lần là các bạn vẫn phải tập luyện để cho cún không bị quên bài. Chứ nếu như mà tập luyện như thế này nhé, mà về nhà chỉ nhốt chuồng hay là xích lại nhé, thì chỉ sau khoảng tầm 1-2 tháng là chú chó sẽ quên hết bài. Quên hết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ phỏng vấn huấn luyện viên Thanh Tùng một tí nhé. Xin chào huấn luyện viên Thanh Tùng nhé. Xin chào trường nhé. Sau khi mà tôi quay bạn và tập luyện với cả chú chó này thì bây giờ là bạn có thể chia sẻ cho tôi và khán giả được biết thông tin về chú chó này. Đây là bạn cún là giống Doberman, nên là giống cái. Hiện tại thì bạn ấy đã được lúc gửi ở đây là bạn ấy được 8 tháng. Thì đến bây giờ là bạn ấy đã hơn 10 tháng rồi. Đấy, thì là chủ yêu cầu dạy những cái lệnh phủi, lệnh vui vui để cậu ấy về cậu ấy chơi. Thì cái khóa huấn luyện này trong vòng bao nhiêu lâu? Từ lúc gửi là 8 tháng đến bây giờ là bạn ấy 10 tháng. Đấy là tầm hơn 2 tháng rồi. Được hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng chút. Còn bình thường cái khóa như thế rơi vào tầm khoảng tầm 3 tháng hay bao nhiêu tháng? Thường thường thì một cái khóa
Bên mình nó rơi vào tầm khoảng 3 tháng. Đấy, 3 tháng. Là cũng sắp về nhà rồi đúng không? Đấy, sắp về rồi. Nói chung là lệnh bạn ấy cũng ok rồi, cũng nhuyễn rồi. Cái bạn chủ là người ở tỉnh nào nhỉ? Bạn chủ là bạn ấy làm lái xe. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Sài Gòn luôn đúng không? Quận như là Bình Tân thì phải. Và từ khi mà lúc ấy tôi quay, tôi cũng đã kiểu như nói chuyện với cả anh em khán giả rồi. Và bây giờ mình sẽ hỏi trực tiếp huấn luyện viên là sau khi chú chó này mà hay các chú chó khác mà huấn luyện khoảng tầm 2-3 tháng xong về nhà thì người chủ ấy có cần, hay là cái thời gian có cần phải chơi hay cần phải là ôn bài cho các chú chó khi ở nhà hay không? Thực ra cái việc mà như bên mình dạy này thì là dạy cho các bạn ấy lệnh rồi. Nhưng mà mình là giáo viên, mình là thầy giáo, nhưng mà cái người chủ ấy về dạy lại cho các con là hoặc là các bé cún đấy là phải ôn lại thường xuyên thì các bạn ấy sẽ nhớ lâu. Đấy, cái việc ôn này thì nó diễn ra, nó không cần phải quá nhiều, một ngày ví dụ có thể là 5-10 phút hoặc có thể là một tuần vài ba buổi, mỗi buổi 5-10 phút đấy, xong chỉ trong để cho cún không bị quên bài đúng không? Nó có cái tính liên tục đấy, để cho các bạn ấy không bị quên. Và như kiểu là cái cách hô lệnh hay là cách chơi thì là ở đây các huấn luyện viên giống như bạn sẽ phải gọi như là trao đổi lại với cả người chủ. Tức là mình bàn giao lại để cho người chủ có thể cầm được đấy, có thể điều khiển được. Còn nếu như mà việc là có, tất nhiên là người chủ là sẽ có người nhanh người chậm, có những người mà bận việc chẳng hạn, hay có những người rảnh. Nếu mà rảnh và thanh niên thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Đúng rồi. Còn có những cái bác mà bác trung niên thì có thể là bác ấy bị chậm một tí thì hoàn toàn là có thể là trao đổi hay là gọi như nhờ các bạn tư vấn từ xa đúng không? Đúng rồi. Trong cái quá trình mà mình quay bạn đang tập luyện với chú chó này thì mình có quan sát là bạn đang sử dụng rất nhiều những cái dụng cụ gọi như hỗ trợ. Có một cái dụng cụ là clicker này, có cả thưởng đồ ăn này và có cả bóng. Thì bạn sẽ nói rõ về cái phương pháp và cái đang áp dụng cho chú chó này. Tức là bên hiện tại thì bên mình đang tập các bạn cún là theo phương pháp thể thao. Đấy là cái phương pháp mới nhất. Tức là mình có dùng những cái phần thưởng, ví dụ như là đồ ăn, để cho làm cho các bạn cún luôn luôn làm việc ở trong một cái trạng thái vui vẻ. Và khi các bạn ấy làm đúng đấy, thì là mình bấm clicker. Cái clicker này ấy, thì là nó là mô phỏng theo cái nghiên cứu của ngài Pavlov đấy. Ngài là người Nga, ngài nghĩ ra khi mà ngài nghiên cứu các giống chó thì ngài nghĩ ra một cách là gõ chuông cho ăn thì nó hình thành cái phản xạ có điều kiện để cho các bạn cún bạn ấy hiểu rằng các bạn ấy làm đúng đấy. Thì về sau này thì người ta dùng cái clicker này thì nó là cái thiết bị đồng âm đấy, thì là nó lúc nào cái âm nó cũng rất là đúng để báo cho các bạn ấy biết là các bạn ấy làm đúng. Đấy, cái clicker nó là như vậy. Bạn giơ ra và tôi sẽ zoom lại cho anh em khán giả được xem. Đây là cái clicker. Mình sẽ zoom vào cho anh em xem. Đấy. Đó là thiết bị đồng âm. Thiết bị đồng âm để mà huấn luyện. Rất là dễ dàng mà mua được cái này ở trên thị trường đúng không? Đúng rồi. Shopee đúng rồi. Hay là lên trên mạng. Đúng rồi. Nhưng mà mua được thì dễ, nhưng mà sử dụng thế nào cho đúng mới là cái vấn đề. Đúng rồi. Tức là khi mà các bạn cún làm đúng thì mình bấm và mình cho ăn. Đấy, nó hình thành cái phản xạ có điều kiện. Tức là các bạn ấy cứ làm đúng là được ăn. Đấy. Sẽ nhờ huấn luyện viên Thanh Tùng là sẽ thị phạm và tôi sẽ quay kỹ lại cái phần mà bạn sử dụng kết hợp cái clicker này, bóng này và cả hạt thức ăn nữa nhá. Ok. Đấy, ví dụ như này nha. Tôi có thể làm một cái ví dụ rất đơn giản nha nhá. Chào. Tôi bấm clicker này, bấm clicker này, cho ăn này. Bấm clicker này, cho ăn. Bởi vì các bạn cún đã làm đúng thì mình cứ bấm clicker là mình cho ăn. Đấy. Tức là hai cái hành động này sẽ diễn ra gần như liên tiếp nhau. Đúng rồi, bấm clicker trước rồi mới cho ăn. Okay. Đấy, bấm clicker trước rồi mới cho ăn. Thực ra cái này ấy, thì là mình có thể là báo hiệu là chúp hoặc là chip gì đấy là tùy. Nhưng mà cái clicker thì nó là thiết bị đồng âm. Đấy. Tức là cái âm lượng và cái âm thanh của nó là đều nhau. Đúng rồi, nó là đều nhau, chính xác. Đấy, anh em có thể thấy ở trên cái video, huấn luyện viên bấm một cái sẽ thử ăn. Coi như tức là nó sẽ nghe thấy cái tiếng click là nó sẽ được thưởng. Đúng rồi. Nó đúng làm rồi. Đúng đúng không? Nó biết làm được đúng. Là nó làm đúng rồi. Nó biết được là nó làm đúng rồi. Good job. Cộng với cả những cái động tác thường thường ấy là khi mà mình bấm mình cho ăn rồi cộng với những động tác khen vuốt ve, nó là một cái mà kích thích con cún. Đấy.
khi đã làm đúng, ví dụ mình vuốt ve đầu người đấy. Ok, rất tuyệt vời. Trên hình ảnh chúng ta là huấn luyện viên Ngô Văn Quốc và một con chú chó Malinois của một người khách gửi. Chú chó này có tên là Dola, tập những cái bài tập phổi để mà về chơi thôi, không thi thố gì cả. Khi được lệnh của huấn luyện viên thì chú chó sẽ thay đổi cái góc và tư thế. Đấy, rất thèm muốn rồi, rất thèm muốn rồi, nhưng mà phải có được hiệu lệnh thì mới được cắn vào quả bóng. Chó Malinois là một cái dòng chó working dog, nó có rất nhiều năng lượng nhé. Nó là một dòng chó rất nhiều năng lượng, tăng động, mà cần phải được chạy chơi và hoạt động hàng ngày. Nếu như mà Malinois mà không được hoạt động này, không được chạy nhảy, không được vui chơi, không được tập luyện hàng ngày thì nó sẽ rất là cuồng, sẽ dẫn đến các tình trạng là stress. Chú chó sẽ giữ và có thể cắn phá đồ đạc trong nhà hoặc là có thể gây ra tai nạn nhé. Anh em lưu ý nhé là trước khi mà nuôi bất kỳ dòng chó nào thì phải tìm hiểu. Nếu như mà nhà không đủ diện tích này và không có thời gian, nhất là không có thời gian, thì không thể nuôi được Malinois nhé. Malinois là một dòng chó working dog rất thông minh, nhưng mà có thể nói nó là cái gọi như là gọi là vũ khí có răng, tên lửa có răng. Sau đây là một cái bài tập dỗ khá là thú vị. Đây là bài tập phần biểu diễn khá thú vị. Anh em sẽ cùng theo dõi bài tập này của Ngô Văn Quốc và Dola nhé. Có một quả bóng rất là to, anh em có thể sử dụng là quả bóng đá hoặc là quả bóng chuyền. Lệnh lùi. Ngồi xuống. Huấn luyện viên sẽ đá bóng à? Rất là thú vị. Chó Malinois, những cái giống chó quốc kinh đó là rất thích chơi bóng.